Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 5. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là ấn vào biểu tượng nút chuông để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mỗi khi Phong update, mỗi khi Phong đọc. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Ở kết thúc tập trước thì chúng ta đang thấy có nhiều nhân vật mới, mình chưa biết đó là ai, gọi là bí ẩn, đang đến tiểu trấn này để tìm người hoặc tìm một cái gì đó. Và cụ thể ở tập trước thì có hai người là Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản đến tìm Tống Tập Tân và thằng nhóc Số Sán, và có sự gặp mặt của bọn họ với Trần Bình An cùng với Tống Tập Tân. Và ở một diễn biến khác thì tại nhà của Số Sán thì lão nhân bí ẩn này, có một lão nhân bí ẩn đã nhận Số Sán làm đệ tử, và cũng rất nhiều bí ẩn giữa lão nhân và mẹ của Số Sán mà chúng ta chưa thể biết rõ, cũng chưa được giải thích. Thì tất cả các tình tiết đây thì đều rất mơ hồ, nhưng chúng ta có thể hình dung ở tiểu trấn này đúng là không tầm thường, và các nhân vật ở trong tiểu trấn cũng như vậy, đang có rất nhiều bí ẩn lớn ở đây và mọi việc cũng đang bắt đầu để hé lộ thôi. Thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tập hôm nay để xem sẽ hé lộ thêm điều gì ở tiểu trấn này. Mời các bạn đến diễn biến của tập số 5 của bộ truyện Kiếm Lai. Kiếm Lai, tập số 5. Một vị nho sĩ tóc mai bạc trắng dẫn theo thiếu niên áo xanh rời khỏi trường, đi đến ngôi miếu thờ kia. Sắc mặt của vị tiên sinh dạy học có học vấn cao nhất tiểu trấn này có phần tiểu tụy, chỉ tay vào một tấm biển bên trên đầu. Bốn chữ "đường nhất bất nhượng" này giải thích như thế nào? Thiếu niên Triệu Diêu vừa là học trò ở trong trường, lại là thư đồng của tiên sinh, ngẩng đầu nhìn lên, đáp thẳng chẳng chút do dự. Nho gia chúng ta lấy chữ "nhân" lập giáo, bốn chữ trên tấm biển này lấy từ câu "đường nhân bất nhượng vu sư", ý chỉ người đọc sách chúng ta phải tôn sư trọng đạo, nhưng khi đứng trước nhân nghĩa đạo đức thì không cần khiêm nhường. Tề tiên sinh lại hỏi: "Không cần khiêm nhường, nếu đổi thành không thể thì sao?" Thiếu niên có tướng mạo tuấn tú nho nhã, khí chất lại ôn nhuận nội liễm hơn vẻ bộc lộ tài năng và khí thế quá mạnh của Tống Tập Tân, tự nhiên đáng yêu hệt như là phù dung buổi sớm. Sau khi nghe tiên sinh hỏi vấn đề ẩn chứa huyền cơ này, thiếu niên chẳng dám khinh nhờn mà tập trung suy nghĩ, cảm thấy đây là tiên sinh đang kiểm tra học vấn của mình, sao dám tùy tiện chứ. Nho sĩ trung niên thấy bộ dạng căng thẳng như gặp kẻ thù của đệ tử thì hiểu ý, mỉm cười vỗ vai thiếu niên: "Ta chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, đừng có căng thẳng như vậy. Xem ra là do lúc trước ta đã trói buộc thiên tính của con quá rồi, điều khắc quá nhiều, khiến con sống khuần đúc như mấy bức tượng ở trong văn sương các. Quá mức nghiêm nghị, quá trọng quy củ, chuyện gì cũng xét đạo lý, có mệt mỏi cũng không nói ra. Nhưng nay xem thì đó lại là chuyện tốt." Thiếu niên lấy làm khó hiểu, nhưng tiên sinh đã dẫn hắn đi đến một bên khác, vẫn ngẩng đầu nhìn về phía tấm biển bốn chữ trên đó. Vẻ mặt của nho sĩ có phần nhẹ nhõm, chẳng biết tại sao vị tiên sinh dạy học ít khi nói cười này lại nhắc đến vài chuyện thú vị, sau đó lại thủ thỉ với đệ tử: "Người khắc tấm biển đương nhân bất nhượng kia từng là thư pháp gia đứng đầu thời đó. Tấm biển này từng dẫn đến rất nhiều tranh cãi, ví như bố cục và cả thần ý. Đến nay việc khen chê chất hoài cổ và đẹp hiện đại vẫn chưa có hồi kết. Vận, pháp, ý, tư, bốn nghĩa trong thư pháp thì người này đứng đầu cả hai ý, đúng là không chừa cho tông sư đồng lứa chút đường sống nào. Về phần hy ngôn tự nhiên này thì lại thú vị hơn cả. Nếu còn tình ý thì sẽ phát hiện tuy bốn chữ này dùng bút, kết cấu, thần ý đều gần giống với nhau, nhưng thực tế lại do bốn vị đại chân nhân của đạo giáo tách ra ghi chép lại. Lúc đó có hai vị lão thần tiên vẫn còn thư từ qua lại, nảy sinh cãi vã, thậm chí có muốn ghi chữ hy huyền diệu khó diễn tả thôi, chứ không muốn ghi chữ ngôn quá đỗi tầm thường kia."
Sau đó nho sĩ lại dẫn thiếu niên qua tấm biển mà hướng ngoại cầu kia. Ông nhìn quanh, tầm mắt có vẻ sâu thẳm. Ngôi trường mà con theo học vốn dĩ sẽ bị mấy đại gia tộc bắt ngừng hoạt động vì không có tiên sinh dạy học, thậm chí là tháo dỡ để xây thành một con đường nhỏ, hoặc dựng một bức tượng Phật để cho khách đến hành hương cung phụng. Có một đạo nhân hoặc tăng nhân chủ trì, năm này qua năm khác, cho đến kỳ hạn một giáp. Trong thời gian này sẽ cố gắng đổi người 2-3 lần để tránh cho dân chúng trong tiểu trấn sinh nghi. Thật ra tất cả chỉ là thủ thuật che mắt đơn giản mà thôi. Có điều nếu đặt một thần thông thuật pháp bé như hạt vừng ở nơi này thì chẳng khác gì là thiên nhân vỗ trống, khí thế còn lớn hơn cả sấm xuân đánh rung trời. Đến đoạn sau, giọng của tiên sinh ngày càng nhỏ hơn, dù Triệu Diêu cũng vỉnh tai cũng không thể nghe rõ. Tề tiên sinh thở dài, ngữ khí có phần mệt mỏi và bất đắc dĩ. Có rất nhiều chuyện vốn là thiên cơ bất khả lộ, nhưng đến nay thì càng lúc càng không quan trọng. Nhưng dù sao chúng ta cũng là người đọc sách, vẫn phải giữ chút thể diện. Huống hồ nếu như Tề Tĩnh Xuân ta dẫn đầu phá xong quy củ, không khác gì là tự quản tự trộn. Còn ra thể thống gì nữa. Triệu Diêu đột nhiên hết can đảm mà rằng: Tiên sinh, học trò biết rõ người không phải tục nhân, tiểu trấn này cũng không phải là nơi tầm thường. Nho sĩ kinh ngạc, ông cười nói: Con nói thử xem. Triệu Diêu chỉ vào ngôi miếu nguy nga. Nơi này cùng với cái giếng bên ngõ Hạnh Hoa, cây cầu với lời đồn có hai thanh kiếm thép dắt ở dưới gốc hòe già, cây đào bên ngõ Đào Diệp cùng với thiếp Cốc Vũ và thiếp Trùng Dương được dán mỗi năm bên đường Phúc Lộc chỗ Triệu gia của học trò đều rất kỳ lạ. Nho sĩ cắt ngang lời của thiếu niên: Kỳ lạ? Kỳ lạ như thế nào? Bản thân con sinh ra và lớn lên ở đây, vốn chưa từng ra ngoài, chẳng lẽ con thấy được cảnh tượng bên ngoài tiểu trấn rồi sao? Nếu không có gì để so sánh thì sao con lại nói như vậy? Triệu Diêu trầm giọng đáp: Con đã thuộc nằm lòng nội dung những quyển sách của tiên sinh. Hoa đào ở ngõ Đào Diệp khác hẳn với đào được miêu tả trong thơ văn tiền sách. Nhưng tiên sinh dạy học, tại sao chỉ truyền dạy tam thư vỡ lòng, trọng tại biết chữ? Sau khi vỡ lòng thì chúng con nên đọc sách gì? Đọc sách để làm gì? Cử nghiệp trong sách là để làm gì? Cái gì gọi là chiêu vi điền xá lăng, mộ đăng thiên tử đường? Hai vị dám quan sát ở lò gốm tuy không nói về triều đình, kinh thành và chuyện thiên hạ với người khác, nhưng... Nho sĩ vui vẻ cười nói: Được rồi, nói nữa cũng thế. Triệu Diêu lập tức im lặng, không nói thêm gì nữa. Nho sĩ tự xưng là Tề Tĩnh Xuân thấp giọng nói: Triệu Diêu, sau này con nói năng làm việc đều phải cẩn thận. Hãy nhớ rằng họa là từ miệng mà ra, nên hiền nhân nho gia phần lớn đều miệng kín như bưng. Quân tử xếp trên hiền tài thì phải thật độc, xưng cung nhược bích chỉ sợ có tỷ vết. Về phần thánh nhân, ví như các sơn chủ của 12 thư viện, mấy người ấy à, có thể có một câu thành sâm, ngôn xuất phát tùy đều như đại chân nhân đạo giáo và kim thân La Hán của Phật gia. Những vị cao nhân đó sau khi tới cảnh giới này thì đều được gọi là lục địa thần tiên, xem như bước một chân vào cửa. Những nhân vật này đều như thần long, một vài người thì cao cao tại thượng như tượng thần nơi đạo quan và miếu chùa, cao không thể với. Một vài người thì như thần long, thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường căn bản không thể tìm thấy. Triệu Diêu nghe mà thấy mơ hồ, như lạc vào sương mù. Triệu Diêu nhịn không được bèn hỏi: Tiên sinh, sao hôm nay người lại nói những chuyện này? Nho sĩ cười nói: Còn có tiên sinh, ta đương nhiên cũng có, mà tiên sinh của ta thì không nói được. Tóm lại, ta vốn ngỡ rằng vẫn có thể kéo chút hơi tàn này thêm mấy chục năm, nhưng đột nhiên lại phát hiện có vài người không chịu chờ nữa, nên lần này ta không thể đưa con ra khỏi tiểu trấn, con phải tự mình đi thôi. Một vài chân tướng không ảnh hưởng tới toàn cục, cũng
có thể nói cho con biết. Con cứ cho là nghe chuyện cổ tích cũng được, nhưng mong con hiểu rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Mặc kệ Triệu Diêu con may mắn cỡ nào đi nữa, cũng không được đắc chí hài lòng, đâm ra lười biếng. Nước giếng rút xuống, lá hòe rời cành chính là báo hiệu cho việc này. Vị nho sinh tên Tề Tĩnh Xuân này lại nhắc nhở: Triệu Diêu, còn nhớ lá hòe mà ta bảo con cất kỹ đi không? Thiếu niên gật đầu cật lực: Đã cất cùng con dấu của tiên sinh tặng con đấy. Trên đời này làm gì có lá cây lìa cành mà vẫn tươi xanh như thế. Tiểu trấn có mấy nghìn người, có được phần phúc ấm này chỉ trên đầu ngón tay. Còn cứ thường xuyên cầm lá hòe đó, nói không chừng sau này còn sẽ nhận được một phần cơ duyên. Ánh mắt của nho sĩ trở nên sâu lắng: Ngoài ra, mấy năm nay ta luôn nhắc con phải làm nhiều việc thiện, kết nhiều thiện duyên ở tiểu trấn, dùng lễ đối đãi với tất cả mọi người, chân thành kết giao. Sau này con từ từ sẽ hiểu rõ huyền cơ trong đó. Những việc nhỏ nhặt tưởng chừng không có gì đó, cũng như nước chảy đá mòn, chưa hẳn đã thua kém một việc cứ ôm một bộ huyền chí địa phương kia. Thiếu niên phát hiện có một chú chim sẻ đậu trên xà miếu, thi thoảng lại kêu ríu rít. Nho sĩ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn chú chim kia với vẻ nghiêm trọng. Thiếu niên không nhìn ra có gì bất thường. Nho sĩ Tề Tĩnh Xuân đột nhiên nhìn về phía ngõ Nê Bình bên kia, cau mày nhiều hơn. Ông thở dài nói: Bọ nghe tiếng xuân phá đất chui lên, thân là khách lén đút âm mưu ngay dưới mí mắt của gia chủ như thế, có phải là kiêu căng quá rồi không? Tưởng dựa vào nửa bát nước là có thể muốn làm gì ở đây thì làm sao? Triệu Diêu lo lắng hỏi. Nho sĩ quát tay, ý bảo việc này không liên quan gì tới thiếu niên, chỉ dẫn hắn đi tới phía tấm biển treo cuối cùng. Thiếu niên Triệu Diêu giống như bọ nghe tiếng xuân, thốt lên dừng bước, ánh mắt ngẩn ngơ. Chỉ thấy cách đó không xa, có một thiếu nữ áo đen đội mũ, lớp lụa mỏng che khuất dung nhan, dáng người cân xứng, không gầy mà cũng chẳng đẫy đà. Bên hông đeo một thanh trường kiếm vỏ trắng và một thanh đao vỏ xanh. Cô khoanh tay, ngẩng đầu nhìn đến tấm biển khí trùng đầu nghiêu. Nho sĩ buồn cười, hắng giọng một câu. Nhưng thiếu niên vẫn cứ ngơ ngác, không hề nhận ra lời nhắc nhở phi lễ chớ nhìn của tiên sinh nhà mình. Nho sĩ hiểu ý mỉm cười, cũng không quát mắng hay là ho khan phá hư phong cảnh, để mặc thiếu niên bên cạnh ngơ ngẩn ngắm nhìn cô gái kia. Thiếu nữ giống như không phát giác ánh mắt của thiếu niên, dường như cô rất thích bốn chữ khí trùng đầu nghiêu. So với vẻ nghiêm trang túc mục của ba tấm biển chữ khải còn lại, tấm biển này phong cách khác hẳn, thần vận trong đó đúng là gần như cố tình làm vậy. Cô thích. Thiếu niên đột nhiên giật mình sực tỉnh, hóa ra là do tiên sinh vỗ vai hắn cười nói: Triệu Diêu, con nên đến trường lấy đồ về nhà đi. Thiếu niên đỏ mặt, cúi đầu theo tiên sinh quay về trường. Lúc này thiếu nữ mới từ từ thả lỏng năm ngón tay đang cầm chuôi đao ra. Phía xa, nho sĩ trêu ghẹo: Triệu Diêu ơi Triệu Diêu, ta vừa cứu con một mạng đấy. Thiếu niên giật mình: Tiên sinh. Nho sĩ do dự một lúc mới nghiêm túc nói: Sau này thấy cô ấy thì con nhất định phải vòng sang đường khác mà đi. Thiếu niên đọc sách lấy làm kinh ngạc, xen lẫn mất mát: Tiên sinh, vì sao lại vậy? Tề Tĩnh Xuân ngẫm nghĩ một lúc, phán chắc nịch: Cô ấy vô cùng sắc bén, nhất định sẽ là một thanh kiếm không vỏ. Thiếu niên muốn nói lại thôi. Nho sĩ trung niên cười nói: Đương nhiên, nếu là tình cảm đơn phương thì đạo tổ hay Phật Đà cũng không thể ngăn cản. Người đọc sách chúng ta lại nhiều khuân sáo, nhưng ngay cả vị tiên tử chi thánh của chúng ta cũng chỉ nói phi lễ chớ nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ động, chứ không nói phi lễ chớ nhớ. Lúc này thiếu niên như bị ma xui quỷ khiến, đột nhiên nói lớn: Cô ấy thơm lắm. Lời vừa ra khỏi miệng thì thiếu niên lập tức ngớ người. Nho sĩ cảm thấy đau đầu,
nhưng không phải tức giận, mà là vì cục diện trở nên khó giải quyết hơn. Ông trầm giọng nói: Triệu Diêu, xoay người sang chỗ khác. Thiếu niên bất giác xoay người, đưa lưng về phía tiên sinh. Dưới miếu thờ, thiếu nữ quay đầu lại, sát khí bừng bừng. Cô đầu tiên đã rũ hai tay xuống, hai ngón tay đặt lên chuôi kiếm và chuôi đao. Sau đó cô bắt đầu lấy đà, chừng 4-50 bước sau thì tay chân đột nhiên phát lực, lưỡi kiếm dài 3 thước và thanh đao cũng ra khỏi vỏ, chém xéo tới. Cùng lúc đó, thân hình của cô cũng bắn lên, hai tay cầm kiếm chém thẳng xuống. Giữa thiếu nữ áo đen và đôi thầy trò bỗng xuất hiện hai vệt sáng, tạo thành hai hình vòng tròn chói mắt. Đây tuyệt đối không phải thần thông hay là pháp thuật gì, thuần túy là dựa vào một chữ nhanh. Nhỏ sĩ sắc mặt như thường, không hề có ý né tránh, chỉ nhẹ nhàng dậm chân một cái. Một làn sóng lan ra. Ngay sau đó, thân thể của thiếu nữ càng cứng, sát ý lại càng nặng hơn. Một đao một kiếm với thế như chẻ tre, ban đầu đã thất bại thì không nói, bây giờ cô lại đang đứng ở nơi đã rút đao kiếm ra khỏi vỏ. Nhỏ sĩ mỉm cười: Khá lắm, sư tử vồ thỏ mà cũng dùng toàn lực. Tuy đúng là học trò của ta mạo phạm cô nương, nhưng tội không đáng chết đâu. Cô gái cố ý ép giọng trầm hơn, tra kiếm vào vỏ, đổi thành tư thế một tay cầm đao, chĩa thẳng mũi đao về phía nhỏ sĩ. Ông cảm thấy thế nào là chuyện của ông, và kệ ta. Thiếu nữ lại sải bước: Ta làm gì là chuyện của ta, đương nhiên ông có thể quản thử xem. Cô vọt thẳng tới, mặt đất nơi cô dậm chân xuống lập tức sụp thành hai cái hố nhỏ. Nhỏ sĩ một tay chắp sau lưng, một tay khép lại thành nắm đặt trước bụng, cười nói: Võ đạo bình gia, duy khoái bất phá. Tiếc rằng nơi này sắp sụp đổ, nhưng chỉ cần chưa đến lúc đó, dù là 10 vị thần thiên lục địa liên thủ phá trận cũng chỉ như châu chấu đá xe, xá gì tới cô. Ngay sau đó, thiếu nữ lại đột nhiên xuất hiện ở bên trái, cách nhỏ sĩ hơn 10 bước. Cô suy nghĩ một lúc rồi nhắm mắt lại. Nhỏ sĩ lắc đầu, cười nói: Thực sự không phải thủ thuật che mắt cô vẫn nghĩ đâu. Nơi này giống như tiểu thiên thế giới mà Phật gia hay nói. Ở đây chính là... Ông bỗng kinh ngạc bật thốt, dừng lời đang nói lại, thoáng cái đã đi tới bên cạnh thiếu nữ để quan sát, hai ngón tay kẹp nhẹ mũi đao. Là ai đã dạy cô đao pháp và kiếm thuật? Thiếu nữ không mở mắt, tay trái cầm chuôi kiếm. Vừa tra vào vỏ, một vệt sáng lạnh lướt ngang qua bên hông nhỏ sĩ, cố gắng chém đứt. Nhỏ sĩ đang kẹp mũi đao khẽ quát: Lùi lại! Mặt đất kêu ầm ầm, bụi tung mờ mịt. Một lát sau, thân ảnh thiếu nữ đội mũ xuất hiện, hai chân trước sau dừng lại. Dưới chân xuất hiện một khe hở kéo dài tới trước mặt nhỏ sĩ, hệt như bị kéo lê ra. Hai tay của thiếu nữ đều nhuốm máu. Đao đã ra khỏi vỏ, kiếm cũng đã rút ra, nhưng cô lại rơi vào cảnh bị người ta tay không đoạt đao. Hơn nữa, trong lòng cô cũng biết rõ, đối phương ngoại trừ ra khung ở vùng đất này, còn áp chế cảnh giới và tu vi thành cùng cấp với mình. Đây là do mình tài không bằng người, chứ không phải tu vi chưa tới. Cô đứng ở bờ vực bùng nổ, đến bản thân thiếu nữ cũng không ý thức được ánh sáng xung quanh người cô đã xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Vị tiên sinh dạy học này cũng là người trọng đạo lý, bèn uyển chuyển khuyên nhủ: Tốt nhất là tạm thời cô đừng so sánh với ta, làm vậy sẽ dễ ảnh hưởng tới tâm cảnh và võ đạo của cô. Lên đỉnh võ đạo cần phải làm từng bước. Bộ dạng của ông lúc này rất lạ, một tay nhấc mũi kiếm, tay còn lại thì với lên cầm thân kiếm. Ông bỗng mỉm cười, học theo giọng điệu nói chuyện của thiếu nữ: Nghe hay không là quyền của cô, nói hay không là chuyện của ta. Thiếu nữ im lặng một lúc mới trầm giọng nói: Xin thụ giáo. Nhỏ sĩ gật đầu mỉm cười, cũng không phải cô ngang ngược kiêu ngạo, thế thì tốt rồi. Ông ném thanh đao lại cho thiếu nữ: Trả đao lại cho cô trước. Ông cúi đầu nhìn trường kiếm đang rung ngâm ở trong tay. Phượng non ngâm vang hơn phượng già,
Nho sĩ lấy làm tiếc hận. Phẩm chất của thanh kiếm này không tầm thường, nhưng vẫn thiếu một chút mới đến bước hoàn mỹ. Nó thừa nhận hai chữ đã xem như miễn cưỡng rồi. Bằng không, với tư chất căn cốt của cô, không nói đến chuyện lấy bốn chữ, nếu chỉ ba chữ thì chắc chắn vẫn dư. Ông thở dài, tiện tay giơ lên, quát một tiếng. Sắc. Hai luồng hào quang chói mắt bay thẳng tới chỗ tấm biển có bốn chữ khí trùng đầu nghiêu. Nho sĩ khoát tay, chém hai cái, đánh vào giữa trường kiếm. Trên biển, khi thấy hai chữ khí nghiêu vẫn còn, nhưng hai chữ trùng đầu thì lại như hai cụ già tuổi đã về chiều. Sau khi hồi quang phản chiếu, cuối cùng cũng mất hết tinh khí thần. Nho sĩ thản nhiên hất tay, trường kiếm lập tức quay về vỏ kiếm của chủ nhân. Do đã vào vỏ nên tạm thời không ai biết trên thân kiếm đang có hai luồng khí tức chạy dọc như dao lòng. Nhưng chuyện diễn ra ngay sau đó lại khiến Tề Tĩnh Xuân đã trải qua bao tang thương cũng phải giật mình kinh ngạc. Thiếu nữ từ từ tháo vỏ kiếm xuống, tiện tay hất lên. Vỏ kiếm cắm vào mặt đất, ánh mắt sau lớp da mỏng cuối cùng kiên nghị. Đây không phải là kiếm đạo mà ta theo đuổi. Nho sĩ liếc mắt nhìn thanh kiếm bị thiếu nữ vứt lại, trong lòng cảm nhận được loại nặng nề đã lâu không có, không thể không hỏi một câu, có vẻ hơi mất thân phận. Cô có biết ta là ai không? Thiếu nữ hết gật lại lắc. Ta nghe nói cứ cách 60 năm thì sẽ có một vị thánh nhân trong tam giáo tới đây chủ trì vận chuyển một đại trận, kéo dài đã suốt mấy ngàn năm rồi. Thỉnh thoảng có người sau khi rời khỏi đây thì thân mang dị bảo hoặc là tu vi đột nhiên tăng tiến, nên ta mới muốn tới thử xem sao. Lúc gặp được ông thì ta đã xác định được thân phận của ông rồi, bằng không lúc đó ta cũng chẳng ra tay dứt khoát như thế. Tề Tĩnh Xuân lại hỏi, vậy cô có biết rốt cuộc mình vừa từ bỏ cái gì không? Thiếu nữ im lặng. Trong vỏ kiếm nằm dưới đất, trường kiếm liên tục rung lên, hệt như giai nhân khuynh thành đang oán nghẹn ngào, nức nở van lớn tình nhân hồi tâm chuyển ý. Thiếu niên đã lén nút quay đầu lại, dè dặt nhìn về phía thiếu nữ ở phía xa. Nho sĩ học thức uyên bác, không gì không biết, nghĩ mãi vẫn không hiểu, cũng không thể ép uổng nhét thanh kiếm ẩn chứa vận số khổng lồ kia cho thiếu nữ được. Cuối cùng đành phải lên tiếng nhắc nhở. Cô nương, tốt nhất là cô nên thu hồi thanh kiếm kia. Tiếp theo, tiểu trấn sẽ không được thái bình cho lắm. Có thêm một thứ phòng thân cũng là chuyện tốt mà. Thiếu nữ không nói gì mà chỉ xoay người rời đi. Cô vẫn không muốn mang thanh kiếm kia theo. Tề Tĩnh Xuân bất đắc dĩ phẩy tay cắm thanh kiếm vào chỗ cao ở trên cột đá của miếu thờ. Nếu có người cố rút ra thì sẽ quấy nhiễu đến người tọa trấn ở giữa là mình, cũng như hai lần ra tay của vị tiên sinh kể chuyện đều không thể thoát khỏi sự chú ý của vị tiên sinh dạy học này. Sau khi tự mình đưa Triệu Diêu từ trường về nhà họ Triệu ở đường Phúc Lộc, nho sĩ trung niên lại ung dung dạo bước. Mỗi khi ông bước một bước, một vài chỗ khuất của các tòa nhà hai bên sẽ có từng tia sáng đủ màu lặng lẽ lóe lên, sau đó biến mất. Tề Tĩnh Xuân thì thào, lạ thay, tiểu nha đầu này là từ đâu tới? Không phải là đệ tử tiên gia bên ngoài bản châu đấy chứ? Ông quay về trường, ngồi ở trước bàn. Trước bàn có một chiếc ngọc khuê dài chừng một thước hai tấc, bốn góc được khắc bốn ngọn núi, ý chỉ bốn phương yên ổn. Chính diện có khắc đầy những minh văn tiểu triệt không dưới trăm chữ. Theo lễ chế nho giáo, đây vốn là thứ chỉ có thiên tử một nước mới có thể nắm giữ, đủ thấy ý nghĩa của tiểu trấn này quan trọng ra sao. Lật qua, mặt sau của ngọc khuê chỉ khắc hai chữ, chữ viết quy củ ngay ngắn, lại phong thần riêng biệt, căn cốt rắn giỏi, thần ý kéo dài. Trên thư án còn có một bức mật thư vừa được đưa tới. Hốc mắt của nho sĩ đỏ ửng. Tiên sinh, đệ tử vô năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người chịu nhục đến vậy. Nho sĩ nhìn ra cửa sổ, buồn vui nhạt nhòa, chỉ là vẻ mặt có phần cô đơn. Tề Tĩnh Xuân thẹn với ân sư, sống tạm trăm năm chỉ thiếu cái chết.
Khi Tống Tập Tần lấy một món đồ ra đặt ở trên bàn, dù Phù Nam Hoa có cố che giấu cỡ nào cũng không nén nổi vui mừng ở trên mặt. Một chiếc hồ lô nhỏ bình thường, lạc khoản dưới đáy là sơn tiêu. Tống Tập Tần chống tay lên bàn, đưa người tới trước, mỉm cười hỏi: "Chiếc hồ lô này giá bao nhiêu?" Thiếu chủ Thành Lão Long khó khăn lắm mới có thể rời tầm mắt ra khỏi đó, ngẩng đầu nói thẳng: "Nếu bán ở vương triều thế tục thì không đáng một lượng, nhưng nếu để ta bán thì có thể mua được một tòa thành." Tống Tập Tân hỏi: "Mấy vạn người?" Phù Nam Hoa giơ ba ngón tay. Tống Tập Tân ô một tiếng bĩu môi: "Hóa ra là 30 vạn. Phù Nam Hoa ngứa ra, sau đó bật cười. Hắn tưởng là Tống Tập Tân sẽ nói 3 vạn người. Bên ngõ Hạnh Hoa, có một người đàn ông ngồi xổm bên cạnh giếng, nhìn chằm chằm vào sợi xích sắt quấn trên trục quay, như đang xoắn xuýt không biết phải đưa nó lên kiểu gì. Thiếu nữ áo đen, khí chất lạnh lùng, lang thang dạo quanh tiểu trấn. Lúc này cô chỉ đeo thanh đao vỏ xanh kia, hai tay dùng vải băng bó qua loa. Khi cô vừa bước vào một ngõ hẻm không tên, thì vèo một cái, một thứ gì đó phá không bay tới, sau đó ngoan ngoãn dừng lại ở sau lưng cô, kêu lên ong ong. Thiếu nữ nhíu mày, chẳng buồn quay đầu lại, chỉ rít một chữ qua kẽ răng: "Cút." Lại vèo một tiếng, thanh phi kiếm đã bay ra khỏi vỏ để đến đây, sợ tới mức đã bay rụt về vỏ kiếm. Một thiếu nữ kiêu ngạo, một phi kiếm khôn ngoan. Thiếu nữ áo đen đi sâu vào trong ngõ hẻm, thi thoảng lại thấy người ta treo đèn đồng đỏ chót mừng vui. So với những người khác, thiếu nữ đội mũ này không có gia tộc dày công phu trương làm nền, cũng chẳng có dấu hiệu báo trước gì ẩn sâu từ ngàn dặm. Cô vào tiểu trấn chỉ có một thân một mình. Cách đó không xa, trong con hẻm nhỏ có một thiếu niên mặc cẩm y, hai tay dâng cao một chiếc ngọc tỷ màu xanh to bằng bàn tay trẻ con. Ngọc tỷ khắc rồng quận hồ ngồi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bên trong dường như ẩn chứa những tia hào quang. Thiếu niên cầm y híp mắt nhìn món chí bảo trong tay với vẻ mê mẩn. Bên cạnh thiếu niên, một ông già cao lớn quỳ một gối xuống, dùng ống tay áo tỉ mỉ lau sạch bùn đất trên giày choán. Thiếu niên cầm y liếc mắt nhìn sang, thực ra hắn cũng đã phát hiện ra thiếu nữ kỳ quái kia từ lâu. Cô nàng đội cái mũ thô thiển, đeo thanh đao vỏ xanh, bước chân vững vàng, dứt khoát, chắc chắn không phải là người trong tiểu trấn này rồi. Nhưng thiếu niên mặc cẩm y vẫn cẩn thận cầm chiếc ngọc tỷ tĩnh lặng ngàn năm kia, mà không thèm đếm xỉa đến thiếu nữ chút nào. Thậm chí trong nội tâm hắn còn hy vọng thiếu nữ kia nảy lòng cướp đoạt bảo vật trên tay của mình, nếu không thì chẳng có gì thú vị cả. Dù sao hắn cũng đã lấy được 2 món đồ, thu hoạch nhiều vượt xa dự đoán. Nếu thực sự không còn chuyện gì khác thì hắn chỉ có thể đưa lão nô già cứ thế mà đi. Như vậy thì thiếu niên cứ thấy thiếu thiếu. Giống như với chiếc áo bào cửu mãng kim hoàng mắn mặc ở ngôi nhà cách tiểu trấn vạn dặm kia, mãng xà luôn luôn thiếu mất một móng. Mỗi một người chọn lựa đến tiểu trấn này phải mang theo 3 tín vật, đựng vào 3 túi thiều riêng. Trước tiên giao cho người canh cổng 1 túi, coi như là phí qua đường. Việc này là bắt buộc. Bất luận người canh cổng có thân phận cao hay là thấp, bất luận cổng thành đổ nát tới mức nào, dù người tới là quân chủ một nước hay là tổ sư một tông, cũng đều phải tuân thủ cái lễ đó. Còn lại 2 túi thêu, nghĩa là bọn họ chỉ được mang nhiều nhất 2 bảo vật ra khỏi tiểu trấn. Dẫu có vơ vét được 10 món 100 món bảo bối cũng phải trả lại đâu vào đấy. Tín vật trong túi là 3 loại tiền đồng có cấu tạo và hình dạng đặc biệt. Theo thứ tự là tiền áp thắng mà bà con phố chợ để ở trên xà nhà, tiền đón xuân mà hoàng cung treo trên bùa đào hàng năm, và tiền cung dưỡng đặt trong bàn tay của tượng thành hoàng. Nói là tiền đồng, nhưng thực ra chúng lại là vàng kim cực kỳ quý giá. Đối với đại đa số đám phàm phu tục tử dưới núi, đến bạc dòng của quan phủ còn không phổ biến, chứ nó chỉ 1 túi toàn vàng nặng trĩu, đúng là đủ để người ta cam tâm tình nguyện mang bảo vật ra truyền ra bán thật. Thiếu niên cầm y đã nghiên cứu rất kỹ về 3 loại tiền đồng không ghi trong chính sử này, nhưng chẳng tìm ra bất cứ thông tin manh mối gì cả.
Từ phía trước mặt, thiếu nữ toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, đi thẳng tới, chẳng coi đôi chủ tớ trong hẻm ngõ vào đâu. Thiếu niên cầm y đột nhiên thay đổi chủ ý, cất chiếc ngọc tỷ kia vào một túi gấm đã chuẩn bị xong và đeo ở bên hông, sau đó đứng chừng hình giữa hẻm, không có ý định nhường đường. Ông già có thân hình cao lớn và làn da trắng nõn cũng đứng lên, cất giọng thè thé: "Điện hạ, đây là người luyện võ đàng hoàng đấy, không thể phớt lờ được đâu. Nếu ở ngoài tiểu trấn thì chúng ta không cần để ý, nhưng khi ở đây, đến thể phách võ đạo thuần túy như lão nô cũng bị áp chế thời thời khắc khắc, cực kỳ khó chịu. Một khi dốc toàn lực vận chuyển khí tức, thiếu huyệt mở rộng sẽ giống như sông biển ngược dòng, hồng thủy tràn lan trong kinh mạch, không sao ngăn cản được. Tới lúc đó lão nô chết là chuyện nhỏ, nhưng an nguy của điện hạ lại là chuyện lớn. Nếu vì lão nô chăm sóc không chu toàn, khiến đại nghiệp tu đạo thiên thu của điện hạ gặp chuyện bất chắc, thì lúc trở về lão nô biết phải ăn nói như thế nào cùng với bệ hạ và nương nương đây." Thiếu niên cầm y nói với vẻ danh mãnh: "Ngô gia gia này, sau khi xuất cung ông nói hơi nhiều rồi đấy. Ngày xưa quanh năm suốt tháng ông chỉ biết lặp đi lặp lại vài câu, còn chẳng bằng con vẹt chị gái ta nuôi." Ông cụ tự xưng lão nô, khúm na khúm núm, có lẽ từ tâm khảm đã coi đây là một loại vinh dự, có thể là một lão hoạn quan trung thành tận tụy trong hoàng cung. Thấy vị chủ nhân trẻ tuổi dường như không hiểu ngụ ý trong lời nói của mình, lão đành nói thẳng ra thêm một chút: "Điện hạ, người trong ngõ hẻm này có thể uy hiếp tới người." Thiếu niên cầm y lười biếng cười nói: "Tuy ta đã nghe trên con đường tu hành có tam giáo cửu lưu, rồng cá lẫn lộn, rất nhiều bàng môn tà đạo, nhưng ta và cô ấy chỉ là bèo nước gặp nhau, lẽ nào cô ấy lại nảy lòng tham với bảo vật mà giết ta để cướp đoạt hay sao? Chắc là không có đâu nhỉ. Nếu người trên núi mà như thế thì chẳng phải thiên hạ này đã đại loạn từ lâu rồi sao?" Ông lão thở dài: "Vương triều dưới núi và tiên gia trên núi bằng mặt mà không bằng lòng xưa này, cứ nhìn thấy nhau là ngứa mắt." Thiếu niên cầm y chăn ngắn: "Thôi bỏ đi, bỏ đi, tính nợ trên đầu một cô gái thì còn gì là đại trượng phu nữa." Thiếu nữ đi tới trước mặt hắn, đặt tay trái lên chuôi đao. Thiếu niên cầm y cười nghiêng người ra hiệu cho cô đi trước. Thiếu nữ áo đen cũng thoáng chậm bước, hơi nghiêng người, ánh mắt đằng sau chụp mũ tràn ngập vẻ đề phòng cảnh giác. Hoạn quan già phát hiện đôi tay bị thương được băng bó bằng vải bông của thiếu nữ, không nhịn được cho mày: "Làm càn!" Đột nhiên lão già gầm lên như một tiếng sấm mùa xuân, hai chân lướt đi, thân hình cao lớn che chắn trước người thiếu niên cầm y. Lão nghiêng người một cái, dùng lực kéo đầy thiếu niên vào vách tường hẻm nhỏ, đồng thời mở năm ngón tay trái ra. Trong lòng bàn tay vang lên một tiếng đập nặng nề. Thì ra có người dùng đá làm ám khí phóng thẳng vào đầu thiếu niên cầm y. Viên đá đó mang theo khí thế kinh người, sức ném đủ để xuyên thẳng qua tường. Lão già âm thầm bóp viên đá bằng nắm tay, nhưng không đánh trả tên thích khách, mà nắm tay thành nắm đấm giáng đòn về phía thiếu nữ áo đen. Thiếu nữ đeo đao hơi do dự, cố kiềm chế động tác rút đao ra khỏi vỏ theo bản năng, chỉ nghiêng đầu đi tránh thoát cú quyền mạnh mẽ nặng nề kia trong đường tơ kẽ tóc. Cơn gió từ đường quyền thổi bay lớp lụa ở trên mũ trùm của thiếu nữ. Lão già cao lớn biến đường quyền từ đấm thẳng sang quét ngang, nắm đấm đánh về phía đầu thiếu nữ. Thế quyền xoay chuyển theo ý muốn, không hề ngưng trệ chút nào. Thiếu nữ đành phải mau chóng nâng hai tay lên, chồng hai bàn tay lên nhau bảo vệ bên tai, tạo thành tư thế phòng ngự thập tự giao thoa, chặn đứng thế quyền trước đang đánh tới. Một khắc sau, thân hình thiếu nữ chợt dài mấy bước, bước sang một hướng. Thiếu nữ thở hắt ra, vươn bàn tay thấm máu đẫm lớp vải bông chỉnh lại chiếc mũ trùm hơi lệch trên đầu. Cô hơi tức giận. Thiếu nữ xoay người nhìn lão già đang dòm chừng tứ phía, nói rành mạch: "Nếu không phải ta, ngươi đã là một người chết rồi." Lão già ngoảnh mặt nằm ngơ, nhưng lão hoạn quan già có kinh nghiệm đối phó với thích khách ám sát vô cùng phong phú, đã hạ cấp nguy hiểm của thiếu nữ xuống hạng 2, hạng nhất thì nhường lại cho kẻ vừa ra tay ở một phía khác trong con hẻm. Đương nhiên, trừ chủ tớ hai người ra thì trong hẻm này
chỉ còn lại hai người ngoài. Đầu hẻm nhỏ có một người bịt mặt cao gầy, nhưng cánh tay lại cực kỳ tráng kiện, để lộ ra thớ cờ như cầu sắt. Bên hông hắn đeo hai cái túi chứa đầy những vật hình tròn. Hắn đứng yên ở đó, như đang nói đòn đánh lén ban nãy chỉ là cảnh cáo mà thôi. Khi liếc ánh mắt lạnh căm qua người thiếu nữ, gã đàn ông đó nhếch miệng, thè lưỡi ra, ánh mắt nhìn trở nên nóng rẫy. Thiếu nữ bật cười ha ha, chỉ nói hai chữ: trở về. Vừa dứt lời, một đầu kiếm lướt qua đầu, phi kiếm quay về bên người thiếu nữ, vần quanh cô như một đứa trẻ đang làm nũng. Cô giận dữ quát: cút! Phi kiếm kia lóe lên một cái rồi biến mất. Hai chủ tớ ngây ra như phỗng. Vị hoạn quan già không chấn kinh vì chiêu phi kiếm kia, nhưng lão lại cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng khi thấy thiếu nữ có thể tùy ý khống chế phi kiếm ở nơi này. Cảm giác này khiến lão già hoảng hốt như quay về thuở còn niên thiếu. Lần đầu vào cung, nơm nớp lo sợ, đứng từ xa nhìn vị tiền bối mặc mãng phục đỏ tươi hành tàu dưới tường hoàng cung kia. Dĩ nhiên lão không sợ bản thân vị hoạn quan mình còn chưa biết tên kia, mà sợ sắc đỏ chói mắt ấy. Thiếu niên cầm y hoàng hồn bật cười tự giễu, tiến lên một bước hỏi với vẻ quan tâm: Ngô gia gia không sao chứ? Lão hoạn quan tóc bạc trắng sầm mặt, lắc đầu nói: cẩn thận là trên hết, nếu không được thì lão nô sẽ... Thiếu niên phẩy tay hỏi: hay là chúng ta đi xin lỗi người ta? Lão già trở tay không kịp, chỉ thấy bi phẫn và ai nấy. Chủ nhục thì bày tôi chết, nhất lại là dòng dõi đế vương. Nhưng thiếu niên cầm y chỉ cười xòa: Ngô gia gia, làm sai thì xin lỗi thôi, chứ có sao đâu. Lão già vẫn cảm thấy không ổn, nhưng thiếu niên cầm y đã đi về phía thiếu nữ. Trong chớp mắt, lòng lão già ngổn ngang trăm mối. Thì ra sau lưng thiếu niên chẳng hề dính một chút bụi. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tác giả Phong Hòa Hí Chư Hầu, của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và ở diễn biến của tập trước thì mình xin nhắc lại một chút. Ở tập trước thì chúng ta đã phần nào thấy được Tề Tiên Sinh, Tề Vĩnh Xuân là một người dạy học trong trấn, là một nhân vật không tầm thường. Còn ông ta là ai thì chúng ta chưa biết rõ được. Và từ những thứ đơn giản rất là bình dị trong tiểu trấn như là giếng bên ngõ Hạnh Hoa, cây cầu hay là cành đào, cây đào ở bên ngõ Đào Diệp, tất cả những thứ đó đều là những thứ có ẩn giấu những bí mật nào đó mà chúng ta cũng chưa thấy được. Ở tiểu trấn này thì đang có những cái cấm chế, có một cấm chế rất là đặc biệt, làm cho những cái nhân vật mà đi vào trong tiểu trấn thì không thể dùng được những cái pháp lực của mình. Và ở cuối tập truyện trước thì là cuộc gặp giữa các nhân vật bí ẩn, đó là thiếu niên mặc cẩm y đi cùng với một người gọi là Ngô Gia Gia đang đối mặt với một thiếu nữ. Thì liệu cuộc gặp mặt này có tiết lộ cho chúng ta thêm cái điều gì hay không, và diễn biến tiếp theo của tập truyện này như thế nào, thì các bạn hãy tiếp tục cùng với Tiến Phong theo dõi tập số 6 hôm nay nhé. Tập hôm nay rất là hay, mời các bạn vào lắng nghe. Kiếm Lai, tập 6. Thiếu nữ đội mũ không để ý tới thiếu niên cầm y đang đi về phía mình. Ánh mắt cô lướt qua hai vai hắn, nhìn về phía lão già cao lớn theo đuôi, sầm mặt nói: vừa rồi ngươi một lời không hợp đã muốn giết người. Tuy ngươi có lý do của mình, nhưng ta cảm thấy như thế là không đúng. Thiếu niên cầm y dừng lại cách cô 7-8 bước, nói với ánh mắt vô cùng chân thành: ta tên là Cao Trần, là người quận Dực Dương Đại Tùy. Nếu Ngô Gia Gia có gì đắc tội, ta bằng lòng nhận lỗi và bồi thường cho cô nương. Lão già cao lớn đứng sau lưng thiếu niên lại thấy lòng dạ rối bời,
cái gọi là con cháu nhà họ Cao, quận Dực Dương, Đại Tùy chẳng qua chỉ là một cách nói tránh, nói né mà thôi. Đại Tùy quốc tổ 1200 năm nay, người ngồi trên long ỷ đều mang họ Cao. Thái tổ hoàng đế chính là Long Hưng ở quận Dực Dương. Thiếu nữ chẳng quan tâm lắm, giơ hai tay siết chặt thắt lưng, nói với lão giả: nếu là ở bên ngoài, đối mặt với một vị đại tông sư võ đạo, rất có thể đã là ngự phong viễn du, ta chắc chắn không phải đối thủ. Nhưng lúc này, chỉ cần ta mượn dùng phi kiếm thì người chết là cái chắc. Lão già cao lớn cười lạnh: chỉ cần tên thích khách kia biết được tuyệt chiêu của ngươi trước, với thể phách tiểu tông sư đỉnh phong quán, chỉ cần bảo vệ chỗ hiểm, mặc người đâm 10 kiếm thì đã sao. Hắn đã như vậy, huống hồ gì ta cao hơn hắn hai cảnh giới, trong đó còn có một cánh cửa được ví như lạch trời võ đạo. Tiểu cô nương, ta không biết cô lấy khí thế từ đâu mà dám nói ra bốn chữ chết là cái chắc như thế. Thiếu nữ nhíu mày, một tay đỡ lấy chuôi đao: ta là người sợ phiền toái, cũng ghét đấu võ mồm với người khác, chi bằng chúng ta đánh thử để xem thực giả ra sao, ai thắng thì người đó có lý. Sao? Lão già ít khi bị ai uy hiếp cảm thấy tức tối. Nếu như không phải đang chôn chân ở nơi quỷ quyệt thần căm quỷ hận như thế này, với tu vi còn con của thiếu nữ, cho dù cô có thiên phú dị bẩm cao cỡ nào đi nữa, thì lão già cũng có thể một tay đánh chết cả 10 người như cô. Lùi một bước mà nói, nếu như không phải có trách nhiệm trên người, cần phải chiếu cố vị điện hạ thiếu niên được cả Đại Tùy gửi gắm kỳ vọng này, dù có phải liều mạng bị đại đạo tuần hoàn tự động ở đây chấn áp cho trọng thương, thì lão già cũng phải dạy cho thiếu nữ không biết trời cao đất dày này một bài học. Đúng là nghe còn không sợ hổ, can đảm thì đúng là đáng khen, nhưng nếu chỉ có vậy thì không có nghĩa là hổ sẽ không làm thịt con nghe. Thiếu niên cầm y tự xưng là Cao Trần vội lên tiếng giảng hòa: nếu cô nương nhất định muốn trừ cứu thì ta đồng ý lấy thứ này ra xem như là bồi thường. Cao Trần cúi đầu mở túi vải ở bên hông, lấy một khối ngọc tỷ ra, một tay giơ lên đưa về phía cô gái đội mũ: để thể hiện thành ý, chỉ xin cô nương dừng truy cứu chuyện Ngô Gia Gia sơ ý đã mạo phạm lúc trước. Dù sao ông ta cũng xuất phát từ lòng trung nghĩa, chứ không phải là muốn hại người. Lão hoạn quan tóc tai bạc trắng lập tức hoảng hốt, một gối quỳ xuống sợ hãi nói: điện hạ không thể làm vậy, lão nô là kẻ thấp hèn, ngọc tỷ này là cơ duyên của điện hạ, là bảo vật thuần túy thế gian hiếm gặp, thậm chí có thể gánh hương hỏa dân gian, hai bên sao có thể đánh đồng được. Điện hạ, đây là muốn ép chết lão nô mà. Sắc mặt của thiếu niên họ Cao xuất thân con cháu thiên hoàng cứng lại. Thiếu nữ mất kiên nhẫn nên cười mỉa: đúng là đồ ếch ngồi đáy nồi, cứ tưởng thế giới bằng vung, lúc nào cũng cho rằng đồ của mình là quý báu lắm. Lấy về đi, ta thích một câu thế này, ấy là quân tử không dành thứ yêu thích với người khác. Thiếu nữ dứt khoát xoay người bỏ đi. Thiếu niên cầm y như chút được gánh nặng: đứng lên đi Ngô Gia Gia, quỳ mãi thì kỳ lắm, 12 vị công công ở Đại Tùy ta xưa nay chỉ quỳ trước đế vương, nếu chuyện này mà bị người của Lục Khoa Ngôn Quan hay là lễ bộ nhìn thấy, lấy ra nói thì cả hai ta đều có chuyện đấy. Được rồi, chuyển tới tiểu trấn lần này ta được tổ tông che chở, hoàn thành viên mãn, chúng ta mau rời khỏi đây, đừng gây thêm chuyện nữa. Hơn nữa, sau khi tiếp ứng với người của ta ở bên ngoài cũng không thể lơ là, phải biết rằng trong lục đại trụ quốc của vương triều Đại Ly, tuy hai nhà Viên Tào ở phe đối lập, nhưng không khéo là hai trụ Đại Ly này lại có thù không đội trời chung với Đại Tùy ta. Một khi Ngô Gia Gia ông có bất chắc gì ở đây, chiến lực bị tổn hao, thì ta khó mà bình an quay về Đại Tùy được. Lão già gật đầu rồi từ từ đứng dậy: lão nô biết phân nặng nhẹ. Khi lão già nói dứt câu thì thiếu nữ đội mũ đã đi được hơn 20 bước. Một cơn gió lạnh lướt qua bên người của thiếu niên cầm y, tóc mai và ống tay áo bị gió tung bay.
Hóa ra lão già nắm quyền lớn ở Đại Tùy ở bên cạnh vốn chẳng có lòng tha cho thiếu nữ. Lúc này lão đã xông lên, bà nước đầu dẫm mạnh xuống mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Mặt đất lún hẳn xuống hơn một trượng. Tới bước thứ tư thì lão già lại nhảy vọt lên, tung một quyền đánh về phía lưng của thiếu nữ. Thiếu nữ đội mũ xoay eo, dùng mũi chân trái điểm nhẹ vào điểm tựa, tay phải rút đao ra khỏi vỏ. Giữa ngõ nhỏ xuất hiện một vệt sáng trắng còn lóa hơn cả mặt trời. Lão già cao lớn có xu thế áp đỉnh đánh tới, một quyền nện thẳng lên lưỡi đao. Mu bàn tay thì lại chỉ lưỡi đao bị cắt thương một vết nhỏ. Hai chân của lão hoạn quan dậm mạnh xuống đất, tiếp tục vào tới, đẩy cho thiếu nữ cầm đao liên tục lùi lại phía sau. Tiếp theo, lão già lại nhẹ nhàng tung ra một trường, nhìn thì có vẻ chậm chạp, nhưng lại đánh lên chắn của thiếu nữ nhanh như chớp. Lão già đang muốn gia tăng lực đạo, một trường đánh nát cái đầu giấu dưới chiếc khăn che mặt này. Cước bộ vội động, thân thể lách qua một rích, phập một tiếng, cúi đầu nhìn xuống thì thấy lợi khí đâm xuyên qua ngực phải của mình từ sau lưng, đúng là một mũi kiếm. Lão già vẫn bình thường như thường, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm đẩy ra sau, đẩy thanh phi kiếm sắc bén bay theo suy nghĩ của thiếu nữ ra khỏi lồng ngực của mình. Bởi vì bị phi kiếm ngăn cản nên lão hoạn quan không thể một trường đánh vỡ đầu của thiếu nữ. Thiếu nữ bị đánh bay ra ngoài, ngã nhào trên mặt đất, mượn cơ hội này để thở dốc. Sau khi đứng dậy thì uốn mình như một con lim miêu, chỉ chớp mắt đã biến mất sau lối rẽ của một con hẻm. Thiếu niên mặt mày xa sầm, hai tay siết chặt, khí thế ngùn ngụt, tức giận trách cứ: Thái giám Trường Ấn Ngữ Mã giám, Ngô Việt, Ngô Công Công, tại sao ông không chịu nghe theo ám hiệu của ta mà cứ nhất quyết làm theo ý của mình? Ông thực sự cho rằng trấn này có Ngô Công Công ông vô địch thiên hạ sao? Rõ ràng là chúng ta làm sai trước, cô ta cũng chẳng muốn sinh chuyện, tại sao ông lại độc ác như vậy? Đúng là hiếp người quá đáng mà. Lão hoạn quan thu hồi tầm mắt, nhìn về phía ngõ nhỏ mà thiếu nữ thoát đi nữa. Ông ta xoay người quay về, lưng thẳng thắp trông đầy khí thế, từng bước đi về vô cùng khoan thai, như đang dẫm vào tận tâm khảm. Thiếu niên cảm nhận được khí thế khiến cho người ta hít thở không thông. Bị một nô tài áp bức như vậy thì lại làm lửa giận quán tăng cao, trừng mắt nghiến răng nói: Ngự Mã giám Ngô Công Công, ông đây là phạm vào tội chết đấy. Lão hoạn quan thản nhiên nói: Điện hạ, tội sống hay chết cũng cần bệ hạ tự mình định đoạt. Theo ta thấy, an nguy của điện hạ mới là quan trọng hơn tất thảy, thứ mà tôi phải đặt lên hàng đầu. Mà bản thân là sự tồn tại của thiếu nữ kia đã trở thành mối nguy kê cận kề, nên nếu muốn mọi sự chính thức suôn sẻ thì chỉ có thể hạ sát thủ với cô ta. Cô ta chết, ta mới có thể yên tâm. Thấy lửa giận bừng bừng gần như chẳng thể rắn xuống trong lòng của thiếu niên, lão hoạn quan thở dài, đoạn nói nhỏ: Nhậm chức trong hoàng cung đại nội hơn 60 năm, ta đã gặp qua bao nhiêu tranh đấu, có máu tanh lẫn không dính, nên ta thực sự không tin vào nhân tâm. Chỉ riêng những vụ ám sát lớn nhỏ trên đường hộ giá, ta đã tự tay giải quyết không dưới 30 lần. Điện hạ, sự âm hiểm và xảo trá của những tên thích khách sát thủ kia tuyệt đối nằm ngoài sức tưởng tượng của ngài. Nhất là đám tử sĩ phát rồ kia, chúng căn bản không thể nói lý, mượn tên sát thủ che mặt và thiếu nữ kia để nói. Thiếu niên cầm y vươn tay chỉ về phía lão hoạn quan, mặt mày lạnh tanh, tức giận chỉ trích: Cầm miệng, lão hoạn quan nhà ông, ta không muốn nghe ông luyên thuyền nữa. Ta chỉ biết là ông đã hủy đi mối quan hệ mà ta gắng sức lôi kéo. Kẻ mù cũng biết thiếu nữ kia có thể khống chế phi kiếm, có thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm ra sao. Dù đặt giữa đám tu hành trên non cao thì cô ta cũng là thiên tài vượt trội nhất. Người như vậy, đừng nói là Đại Tùy hay Đại Ly, dù là cả Đông Bảo Bình Châu này cũng chẳng mấy ai có được. Chỉ cần ta bồi dưỡng thêm mười mấy năm, 20 năm nữa thì cô ta sẽ trở thành thích khách lợi hại nhất trong số ảnh tử sau lưng ta. Cho dù ông có lục địa thần tiên, là võ đạo tông sư thì đã là gì? Kết quả thì sao chứ? Ta là Cao Trần, là thái tử tương lai của vương triều Đại Tùy, là chủ tử của lão hoạn quan nhà ông đấy. Lạ là lão hoạn quan đã trải qua bao thăng trầm thế sự,
chẳng những không bị một tiếng lão hoạn quan kia chọc giận, mà ánh mắt lại càng lộ nét vui mừng. Đợi thiếu niên phát tiết xong, lão già mới mỉm cười nói với thiếu niên đang thở hồng hộc rằng: "Điện hạ, tuy có thể ngài chưa tự mình trải qua một vài chuyện nên không biết sự dễ đổi, nhân tâm hiểm ác, nhưng có một số chuyện điện hạ làm rất tốt, rất có phong thái của bệ hạ năm xưa." Bầu không khí có vẻ lúng túng. Cao Trần tỉnh táo lại thì ý thức được mình đã sai lầm nghiêm trọng. Trước khi được khâm định trở thành thái tử mà lại dám bất kính vào một vị thái giám trưởng ấn của Ngự Mã Giám, kiềm là một trong ba vị giữ cửa của hoàng cung Đại Tùy như vậy. Quan trọng nhất là người này còn được rất phụ hoàng và phụ mẫu tin tưởng. Hoàng tử Cao Trần há miệng, lại thấy được vị hoạn quan quyền thế bị mình mắng là lão thái giám kia mỉm cười, đoạn nói: "Điện hạ, xin ngài hãy nhớ cho kỹ, lúc không cần thiết mà tự hạ thấp thân phận thì chưa chắc đã hạ nhân sinh lòng cảm kích. Dù tâm thấy hổ thẹn cũng phải chôn dưới tận đáy lòng. Phải biết rằng hoàng đế quân vương là chân long tại nhân gian, là ngôi cửu ngũ chí tôn, miệng thốt luật trời." Cao Trần nói ngay: "Ngô gia gia, với thân phận của ta hôm nay mà nói, những điều này hãy còn quá sớm." Thân thể của lão hoạn quan đột nhiên căng cứng như gặp đại địch, một tay kéo thiếu niên cầm y tới phía sau lưng mình, bản thân thì nhìn về phía thi thể của thiên sát thủ che mặt bên kia. Có một nho sĩ trung niên cao gầy đột nhiên xuất hiện ở cuối con hẻm, khoan thai bước tới. Đi tới bên cạnh thi thể của sát thủ thì còn ngồi xổm xuống tháo khăn che mặt ra, chỉ thấy để lộ ra một gương mặt kỳ lạ, không có chân mày, mũi bị gọt, mặt còn bị khắc chữ. Kẻ này lúc tiền, kẻ này lúc sinh tiền, từng là hình đồ, điểm này chẳng thể sai được. Nho sĩ im lặng, quả nhiên đã có dự mưu từ trước, e là mưu đồ này phải bắt đầu từ ngôi miếu kia. Ánh mắt của Cao Trần sáng rực lên, lách qua lão hoạn quan đi tới, cúi người thi lễ: "Mặc kệ ra sao, cứ hành lễ trước rồi hãy nói." Sau đó mới ngẩng đầu cung kính hỏi: "Xin hỏi ngài có phải Tề tiên sinh của Sơn Nhai thư viện hay không?" Nho sinh đứng dậy nói với Cao Trần: "Nếu không phải hai người mang theo một phần đại cơ duyên đã chiếm được từ trước đó thì hôm nay hai người các người không rời khỏi dễ như vậy đâu." Dựa theo quy củ mà bốn vị thánh nhân đã ký kết từ đầu, những kẻ ngoại lai chém giết lẫn nhau ở trong tiểu trấn cũng sẽ không bị trừng phạt gì nặng, nhưng cũng chẳng hề nhẹ. So với việc bị đuổi cổ và lạm sát phàm phu tục tử ở tiểu trấn, tranh đấu giữa đám ngoại lai lại là một lỗ hổng rõ ràng. Có thể giúp bọn họ làm xong mới tính. Lý do đám người Cao Trần đều mang theo một vị hỗ trợ như thế cũng là vì đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra, đến lúc mấu chốt có thể đẩy kẻ đó ra làm người chịu tội thay. Bằng không, chỉ một suất tham gia đã phải tốn phân nửa của cải trong kho riêng của hoàng đế Đại Tùy. Tốt xấu gì cũng là hoàng đế thượng quốc, cả một nửa của cải riêng của hoàng đế bệ hạ lớn biết nhường nào, nên không dưng ai lại chịu phí tiền như vậy. Nói cho dễ hiểu một chút thì chính là đề của đi thay người. Có điều, nếu dùng từ tiêu hết cả núi vàng núi bạc để chỉ chỗ của cải bỏ ra thì cũng không đủ. So với điều này, cái gọi là tiêu tiền như nước ngoài thế tục chỉ là trò trẻ con. Cao Trần bị hạ lệnh trục khách vẫn tiếp tục nói: "Tề tiên sinh, nếu ngày sau có cơ hội, có thể đi tới thư viện Đại Tùy ta dạy học được không? Đại Tùy ta nguyện ý dành vị trí quốc sư cho tiên sinh." Lão hoạn quan ngẫm nghĩ một lúc, vẫn không lên tiếng ngăn cản lời nói có phần vượt quá giới hạn của thiếu niên. Nếu thực sự có thể thuyết phục vị này bày mưu tính kế cho Đại Tùy, hoàng đế Đại Tùy nhất định sẽ lòng nhan đại tuyệt. Nho sĩ mỉm cười không đáp. Khi đối mặt với thiếu nữ đội mũ tình cờ gặp mặt thì lão hoạn quan kia sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạnh. Nhưng khi đối mặt với Tề tiên sinh của Sơn Nhai thư viện tọa trấn tại nơi này thì lại thể hiện thư thái hoàn toàn khác, cúi đầu ôm quyền nói: "Tề tiên sinh, đã quấy rầy nhiều, mong ngài rộng lượng bỏ qua cho. Vừa rồi thực sự là bất đắc dĩ nên ta mới ra tay với một phản bối.
mong tiên sinh thông cảm cho nỗi khổ tâm của kẻ làm nô bộc cao gia như ta. Tề Tĩnh Xuân khoát tay, mau đi đi. Cao Trần và lão hoạn quan kia đành phải cáo từ rời đi, vừa vặn đi vào con đường mà thiếu nữ đội mũ kia lùi lại. Thiếu niên nhỏ giọng hỏi, cô ta chết rồi sao? Lão hoạn quan lắc đầu đáp, chắc chắn là không thể sống lâu được. Phi kiếm chỉ có thể khiến cho cô ta sống thêm một lúc, chẳng thể làm gì khác. Thiếu niên do dự một lúc, lại tò mò hỏi, Ngô Gia Gia nhìn ra cô ta không thể khống chế phi kiếm nhẹ nhàng tùy ý như vẻ ngoài từ khi nào? Lão hoạn quan đáp, hằng quá hóa giờ, cô ta đã để lộ sơ hở từ lâu rồi. Thiếu niên kinh ngạc, lấy làm khó hiểu. Lão hoạn quan dẫn theo thiếu niên rẽ vào ngõ hẻm kia, nói khẽ, ta hỏi điện hạ một chuyện. Điện hạ đã thấy nhiều thứ quý hiếm xa hoa trong thiên hạ rồi, liệu có cảm thấy hứng thú với mấy món đồ sứ tầm thường ở nơi đây nữa không? Thiếu niên vỗ túi tiền bên hông, cười đáp, đương nhiên là không. Chỉ có ngọc tỷ này hoặc là thứ ngang ngửa với nó mới có thể khiến ta cảm kích. Lão hoạn quan gật đầu đáp, chính là ý này. Lúc thiếu nữ kia ngự kiếm giết người thì tâm như nước lặng, cực kỳ chấn định và ung dung, giống như người thường ăn cơm uống nước vậy. Hơn nữa, sau khi phát hiện tu vi võ đạo thực sự của ta thì đã quyết đoán từ bỏ ý định tranh đấu. Nhất là do sợ ta nhìn thấu cô ta chỉ đang mạnh miệng nên mới cố ý chủ động khiêu khích ta. Ý đồ thực sự của cô ta chính là tìm bậc thang cho cả hai bên, sợ chúng ta có sát tâm, thà giết lầm cũng không muốn thà sai, mà giết cô ta để nhổ cỏ tận gốc. Nên cô ta nhất định phải phá vỡ cục diện. Đương nhiên, sự thực chứng minh cô ta làm không được tốt cho lắm. Nhưng xét đến cùng, tuổi còn rất nhỏ mà đã có tâm tư như thế, đúng là không đơn giản. Nhưng càng là như vậy, một khi thả hồ về rừng để nó mặc sức phát triển thì uy hiếp mà ngày sau điện hạ phải đối mặt sẽ càng lớn hơn. Lão hoạn quan lại cảm khái nói, người trẻ tuổi chính trực hăng hái, nếu hăng say giết người hoặc hùng hồn chịu chết thì ta cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng một sát nhân đã tự cân nhắc thật kỹ, xong lại ung dung chịu chết, không mảy may dao động thì lại khác thường đấy. Thậm chí có thể nói, dạng tính cách chỉ có thể thu rèn qua bao trải nghiệm này không liên quan gì nhiều tới tư chất tốt xấu hoặc là thiên phú cao thấp của một người. Dù là tu sĩ hay võ phu, rất nhiều thiên tài chết non cũng vì khuyến khích tính cách quá rõ ràng, vừa gặp trắc trở sẽ dễ dàng nói chuyện. Cao Trần than dài, nhưng nói sao thì cũng đáng tiếc. Lão hoạn quan nói đùa với vẻ nửa thật nửa giả, điện hạ, nếu chỉ vì sống chết của một người như thế mà phải thở dài, sau này điện hạ chính thức đứng trên đỉnh cao chắc chắn sẽ bận lắm đấy. Thiếu niên cười nói, ta không tin. Lão hoạn quan bỗng nói, chẳng rõ có phải ảo giác không, ta cảm thấy hình như một thân tu vi thông thiên của vị đề tiên sinh kia có vấn đề không nhỏ đấy. Vị hoàng tử đại tùy này thì lại nói với vẻ rừng rừng, vốn chỉ cần lấy được khối long môn tỷ này thì đã xem như đại thành công rồi, cần gì phải nghĩ tới khối tỷ bảo giá trị liên thành kia, lại rơi vào bẫy đẩy giá của vụ làm ăn nào đó. Chúng ta đủ rồi thì rút lui. Vừa nhắc tới con cá chép vàng thì ta lại nghĩ tới thiếu niên dày rơm kia. Lão hoạn quan cười hỏi, điện hạ định sau này tìm cơ hội để cảm tạ vị thiếu niên kia sao? Thiếu niên lắc đầu đáp, làm gì có, ta đang xót túi tiền kia thôi. Lão hoạn quan gật đầu, bật cười, nói xong, chừng sau này đại tùy sẽ có một vị hoàng đế cần kiệm chăng? Trong một ngõ hẻm vắng lặng hướng bắc nam, chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc. Một đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen, sáng nay không bày hàng nữa mà đẩy xe đi tới. Thầm nghĩ sau khi quay về chỗ ở thì phải thu xếp đồ đạc, tranh thủ dọn đường hồi phủ. Giữa cục diện rối rắm như thế này, người nào nhúng tay vào thì kẻ đó xúi quẩy. Đột nhiên, có một người áo đen nhỏ nhắn
loạng choạng bước ra từ trong hẻm nhỏ phía tây đông. Cuối cùng dựa lưng vào tường, Lê bước thật chậm, một tay luồn qua lớp lụa mỏng ở trên mặt để bịt miệng, một tay chỉ về đạo nhân trẻ tuổi. Đạo nhân trẻ tuổi vội cúi đầu mặc niệm: "Không thấy ta, không thấy ta, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Ây, thôi bỏ đi, vẫn là mong Phật tổ phù hộ, Bồ Tát hiền linh vậy." Một tên đạo sĩ khi gặp chuyện không cầu tam thánh lão tổ mà lại đi cầu Phật bái Bồ Tát, đúng là lạ đời. Quả nhiên, dường như Phật tổ và Bồ Tát không quan tâm đám đồ tử đồ tôn của các giáo phái khác cho lắm. Không biết thiếu nữ đội mũ lấy đâu ra một chút sức lực, cuối cùng lảo đảo xông về phía đạo nhân, sau đó ngã phịch xuống đất. Nhưng cuối cùng một tay cô ta cũng nắm chặt lấy chân của đạo nhân. Đạo nhân trẻ tuổi hai tay ôm đầu, mặt mày nhăn nhó như đang ngửa đầu hỏi trời. Một nhân quả lớn như vậy đập vào mặt, không phải là muốn khắc bốn chữ "một lòng muốn chết" lên trán của bần đạo sao? Mấy năm nay bần đạo vân du bốn bể, màn trời chiếu đất, treo non lộ suối, đi đường thường xuyên bị chó cắn. Hey, có biết ta khổ tâm lắm không? Tiền sư cái tên Cao Đại Tùy, lại còn lão cầu Ngô kia nữa. Các người chờ đó cho ta, món nợ này không mất 500 năm thì không thể trả hết. Tu vi đạo hạnh của bần đạo thấp như vậy, thực sự không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Đạo nhân trẻ tuổi bắt đầu nói năng lộn xộn, chỉ thiếu nước khóc giống lên mà thôi. "Tiểu cô nương, xin cô hãy tỏ lòng từ bi mà tha cho bần đạo được không? Lát nữa bần đạo giúp cô tìm một nơi non xanh nước biếc, phong thủy thật tốt, nhất là có thể kiếm đồ phúc trạch cho con cháu." "Ấy chết, cô nương vẫn là hoàng hoa khuê nữ, vậy thì..." Thiếu nữ này đã hoàn toàn hôn mê. Đạo nhân trẻ tuổi thấy xung quanh không có ai, bèn ngồi xổm xuống, lặng lẽ gỡ ngón tay của thiếu nữ ra. Vèo một tiếng, phi kiếm lơ lửng trên không trung, mũi kiếm cách mi tâm của đạo nhân trẻ tuổi chưa đầy ba tấc. Đạo nhân trẻ tuổi lặng lẽ buông tay ra, vẻ mặt thương xót, hiên ngang nói: "Con người chẳng phải cỏ cây, há lại không có lòng trắc ẩn. Bần đạo cả đời này rộng rãi ngay thẳng, há lại là loại người thấy chết mà không cứu." Đạo nhân trẻ tuổi khoanh chân ngồi xuống, khuôn mặt anh tuấn của hắn sắp nhăn thành một cục. Tiếp theo, dù có đưa tới đâu thì cũng phiền phức lắm đấy. Thanh phi kiếm vốn cách mi tâm đạo nhân ba tấc, đột nhiên nhích thêm một tấc. Đạo nhân kiên trì giải thích: "Muốn cứu sống chủ nhân của ngươi thì bần đạo cần có thêm một người nữa giúp đỡ. Đúng rồi, người đến gốc hòe già ở bên kia găm một chiếc lá về đây, bần đạo sẽ giúp cô ta giữ được một chút nguyên khí. Chủ nhân nhà ngươi hơi đặc biệt, bần đạo không muốn chữa lung tung, đến lúc đó sơ sẩy lỡ làm tiền đồ tu hành của cô ta, món nợ nhân quả mới này bần đạo thực sự muốn chết quách cho nó xong." Phi kiếm có vẻ do dự, mũi kiếm run lên nhẹ nhẹ. Đạo nhân tức giận nói: "Đi nhanh một giây, chủ nhân nhà ngươi sẽ trở về từ quỷ môn quan nhanh hơn một bước. Nếu ngươi đi chậm thì cả đám cùng tòi đấy." Phi kiếm thoát cái đã mất tâm. Đạo nhân tức giận lẩm bẩm: "Chàng có tình, thiếp có ý, mới có thể nên vợ nên chồng. Tề Tĩnh Xuân, Tề đại tiên sinh nhà ngươi thì giỏi rồi, loạn điểm uyên ương phổ, đi ị xong thì cũng không chịu chùi mông nữa." Đạo nhân trẻ tuổi một tay chống cằm, một tay bấm chỉ tính toán: "Để bần đạo tính xem nên đưa cô đến nhà nào ở trong trấn đây. Quan trọng là vừa có thể giúp cô sống sót, mà người ta cũng không đến mức cửa nát nhà tan. Từ Lư gia trước." "Lư gia không được, đã có cơ duyên trong người giống với Triệu gia rồi. Vậy thì Tống gia thì sao?" Đạo nhân trong ngõ nhỏ còn chưa dứt lời, tại cổng Tống gia trên đường Phúc Lộc, tất cả môn nhân thần dán trên cửa chớp mắt đã trở nên ảm đạm, thậm chí còn có từng làn khói xanh không thể nhìn thấy bằng mắt thường bay lên. Sâu trong sân, có một vị lão già đi chân trần đẩy cửa ra, đứng trong sân dậm chân nổi giận mắng: "Là cái tên khốn nào đang mưu hại cơ nghiệp Tống thị ta? Ra đây đánh một trận với ta này." Đạo nhân trẻ tuổi ho khan một tiếng, lẩm bẩm: "Lưu gia bên đường Phúc Lộc trông khá là thịnh vượng, có lẽ sẽ gánh vác được việc này.
À, thử xem sao. Tấm biển gia tộc truyền thừa cả ngàn năm nay của Lưu gia đột nhiên nứt ra, xuất hiện một khe nứt, thấy vậy mà giật mình. Giọng nói hùng hậu của một bà lão vang lên, quải trượng đầu rồng gõ mạnh xuống đất. Thần thánh phương nào có dám ra đây gặp mặt hay không? Đạo nhân trẻ tuổi vờ như không có chuyện gì xảy ra. À, vậy Ngụy gia trong ngõ Đào Diệp thì sao? Vừa nhìn là biết nhà các người cũng hay làm việc thiện tích đức, nhất định có thể gánh nổi vần nhân quả này đấy. Chẳng mấy chốc đã có một lão già dùng bí thuật truyền âm giống lên với bên phía lớp học. Tề Tĩnh Xuân, người vẫn mặc kệ sao? Nếu như người không làm gì hoặc là không dám làm gì thì mau cút đi, nhường vị trí này cho Nguyễn Cung để cho hắn xử lý cái tên thập thò kia. Hay mấy chuyện này đều là do tên Tề Tĩnh Xuân nhà ngươi đang phát tiết lòng căm tức của mình đây. Một người đàn ông đang dắt người đào giếng ở bên bờ suối nhỏ ở cầu Nam, sau khi đứng thẳng lưng lên thì quay về phía Bắc mấp máy môi, giống như có từng tiếng sấm mùa xuân vang lên quần quận giữa không trung của đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp. Đủ rồi, không được bất kính với Tề tiên sinh. Hơn nữa nguyên mẫu ta cũng tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện của tiểu trấn trước xuân phần đâu. Trong lúc nhất thời, đất trời im lặng, mọi thanh âm đều im bặt. Còn cái tên đầu sò đây họa đang ngồi cạnh xe đầy ở trong ngõ nhỏ, hắn cầm một tay của thiếu nữ áo đèn lên, sau đó nhét lá hòe xanh biếc do phi kiếm mang đến vào trong lòng bàn tay đầy máu của cô ta. Lá hòe chạm vào vết thương ở trong lòng bàn tay của thiếu nữ thì lập tức tan ra như băng tuyết, thoáng cái đã biến mất. Đạo nhân trẻ tuổi cảm thán: Mỗi khi nhìn thấy cảnh này, ta đều phải vì môn thiên địa tạo hóa công này mà cảm thấy... Suy nghĩ cả buổi, đạo nhân cũng không nghĩ ra được câu nào vừa ý. Cuối cùng đạo nhân trẻ tuổi lại cúi đầu xuống, nhìn thiếu nữ đã lấy lại chút khí sắc và rơi vào trong lòng khó xử. Nếu như vận mệnh của cô liên quan đến nhiều thứ như vậy, thế thì chỉ có thể làm ngược lại mà thôi. Trong tiểu trấn có 600 hộ dân ăn sâu bén rễ, qua bao đời cùng dần ngấm khí tức của bí cảnh này. Cô muốn bần đạo tìm một người có số mệnh quấn thân thì rất dễ, nhưng tìm một tên nghèo kết rác thì lại khó hơn lên trời. Chẳng khác gì tìm một người quan lớn ở trên đại điện triều đình thì dễ rồi, nhưng mà tìm một tên ăn mày thì cô nói cho bần đạo phải tìm thế nào đây? Đạo nhân trẻ tuổi bỗng ớ một tiếng. Đúng là tìm được một tên đáng thương như vậy thật này. Thay vì kinh hỉ thì hắn cảm thấy sợ hãi, nhắm tịt mắt lại, để tay lên ngực tự hỏi. Đạo nhân trẻ tuổi thở dài: Mặc kệ thế nào đi nữa, trước tiên phải xem cô ta lựa chọn ra sao đã. Bần đạo nhất định sẽ không ép buộc cô ta. Nếu như cô không muốn, bần đạo sẽ tự gánh phần nhân quả này vậy. Cuối cùng hắn học hành tăng nhân hợp hai tay thành một chữ thập: Phật tổ phù hộ, Bồ Tát hiển linh, nhất định phải giúp bần đạo vượt qua cái kiếp nạn này đấy. Trong ngõ Nê Bình, đạo nhân trẻ tuổi khom lưng đẩy xe. Lúc đi tới trước cửa của một ngôi nhà nhỏ thì dừng lại. Sau khi gõ cửa hỏi: Trần Bình An có ở nhà không? Trên xe đầy, một thanh trường kiếm vỏ màu tuyết trắng được đặt ở trong góc. Phi kiếm trong vỏ run lên khe khẽ, nhưng không vừa ý vì đạo nhân trẻ tuổi lại tìm một ngôi nhà rách nát như vậy. Đạo nhân trẻ tuổi đã nghĩ ra một đống lý do để trả lời cho vấn đề ai đấy của thiếu niên giải rơm. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của hắn chính là cửa viện được mở ra rất nhanh. Rõ ràng thiếu niên trong ngõ đã bước qua bước hỏi han kia. Ngõ Nê Bình là một trong những ngõ hẻm hẹp nhất ở trong tiểu trấn. Chiếc xe đầy hai bánh của đạo nhân không thể ở ngoài choán đường mãi được. Cũng may Trần Bình An tuy gầy nhom nhưng thể lực lại rất tốt. Hắn giúp đạo nhân đẩy chiếc xe khá nặng vào trong viện nhẹ như bẫn. Từ đầu chí cuối thiếu niên đều im lặng. Điều này khiến cho đạo nhân vừa đóng cửa vừa lấy làm xấu hổ. Hắn cảm thấy chẳng khác gì mình mặt dày đến nhà ăn xin vay tiền, chủ nhân lại tiếp đãi chu đáo ân cần,
phàm là kẻ còn có chút lương tâm nào thì sẽ khó mà mở lời được. Đạo nhân trẻ tuổi thầm nghĩ đường nào cũng khó xử, chi bằng cứ hụt tuyệt cho rồi. Thế là hắn xốc tấm chăn đầy ở trên xe lên, để lộ ra một cô gái áo đen đang cuộn mình nằm nghiêng ở trên đó. Chiếc nón siêu vẹo, những vân quật cường không hề rơi xuống, tiếp tục nhiệm vụ che khuất dung nhan của chủ nhân. Chẳng biết tại sao, sau khi xốc tấm chăn mỏng kia lên thì lại có mùi máu tanh phả vào mặt. Lúc này Trần Bình An phát hiện quần áo của cô ta đẫm máu, thầm lấy làm tò mò khi được một tấm chăn mỏng manh như thế lại có thể hoàn toàn che phủ mùi máu tanh nồng đậm này. Thiếu niên lùi lại vài bước, đoạn hỏi: "Đạo trưởng, ông muốn làm gì?" Đạo nhân trẻ tuổi đáp: "Cứu người, cô ta bị thương rất nặng, trong trấn không ai chịu cứu cả, cũng không thể trách họ được, nên bần đạo nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có thể người sẽ là ngoại lệ." Trần Bình An hỏi một câu vào thẳng vấn đề chính: "Sao cô ta lại bị thương?" Đạo nhân tỉnh bơ đáp: "À, vừa rồi bần đạo đẩy xe ngang qua miếu thờ thì gặp cô gái lạ mặt này. Cô ấy nói là muốn dập bia khí xung đầu nghiêu, còn mang cả đống đồ để dập chữ với bàn chải leo lên. Dập bia là thú vui của đám đọc sách ăn no rừng mỡ ấy mà. Bần đạo khó mà giải thích cho người hiểu ngay được đấy. Nói chung là sau khi cô này leo lên, lúc xoay người ngồi trên xà nhà, bần đạo đứng ở dưới nhìn lên mà sợ thót hết cả tim, nên đành phải dừng lại. Thi thoảng lại nhắc cô ta phải chú ý, nào ngờ cuối cùng cô ấy vẫn không tập trung mà mất thăng bằng, ngã xuống đất cái bịch. Người cũng biết đấy, nền đất trên miếu thờ cứng như là đá ở bên đường Phúc Lộc ấy chứ, chứ có mềm như là ngõ Lê Bình bên này đâu. Chắc là ngã xuống là ngũ tạng bị thương rồi. Bần đạo là người xuất gia, phải mang lòng từ bi, sao có thể bỏ mặc được, đúng không? Bần đạo đã đi suốt nãy giờ, đến nhà nào cũng chê cô ấy máu mẹ ghê quá. Bây giờ mới vừa hết Tết không được bao lâu mà đưa nhà người ta thì không nên. Thế là chẳng ai chịu cho cô ấy vào nhà cả. Bần đạo đã hết cách nên mới phải tìm tới chỗ của ngươi. Nói thật, nếu như ngay cả ngươi cũng không chịu chứa thì bần đạo cũng chẳng phải là tiền có thể kéo người về từ cõi chết được đâu. Chỉ có thể nhờ cô ta tắc thờ, tìm một nơi khác mà chôn, dựng một tấm bia cho xong mà thôi. Đạo nhân kia cố ý nói thật nhanh, nhà chữ không rõ ràng, để thiếu niên không kịp nghe, hòng lấp liếm cho qua ải này. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần qua được bước đầu thì đi tới đầu tính tới đó. Trời sẽ không tuyệt đường người, kiểu gì cũng có chút hy vọng. Trần Bình An lúng túng nhìn vị đạo nhân trẻ tuổi mặt đầy hy vọng kia, lại liếc mắt nhìn thiếu nữ áo đen đang thoi thóp nọ. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì gật đầu đáp: "Cứu kiểu gì?" Đạo nhân trẻ tuổi lập tức hớn hở: "Hay lắm, có những lời này của Trần Bình An ngươi thì xem như đã thành hơn phân nửa rồi. Đừng nhìn cô ấy bị thương nặng như sắp châu Diêm Vương mà lầm đấy. Thật ra thì không có nặng như ngươi nghĩ đâu. À, mà đương nhiên mấy lời bần đạo nói khi nãy cũng đều là thật cả. Chuyện này là liên quan đến đủ loại huyền cơ. Ví dụ như dục vọng sống lâu của cô ấy rất mạnh mẽ. Ngoài ra nhìn hình như trên người cô ấy cũng có chút môn đạo gia truyền, có thể bảo vệ tâm thiếu và đan thất quan trọng trong người cô ấy. Chưa kể trấn của chúng ta là một nơi thú vị với đủ thứ kỳ lạ, ăn hoặc là bắt chúng thì đều sẽ có lợi cho ta." Đạo nhân trẻ tuổi chợt giật mình, nhận ra bản thân đã để lộ ra rất nhiều tiên cơ nên cười gượng: "Dù sao người cũng không hiểu mà, phải không?" Thiếu niên thành thật đáp: "Không hiểu, nhưng mà ta nhớ hết rồi." Đạo nhân trẻ tuổi dò hỏi: "Nên lúc người ở trong nhà vừa nghe tiếng đã biết bần đạo chính là thầy bói mở quầy có đúng không?" Trần Bình An do dự một lúc vẫn đáp: "Đúng vậy." Đạo nhân trẻ tuổi tò mò hỏi: "Trí nhớ của người tốt lắm, tốt cỡ nào thế?" Thiếu niên nhìn cô gái áo đen đang hấp hối, đạo nhân trẻ tuổi bèn mỉm cười giải thích: "Bây giờ cô ấy đang ở trong một trạng thái huyền diệu rất khó giải thích, không thể di chuyển nửa bước, tốt nhất là nên chờ một lúc." Trần Bình An nửa tin nửa ngờ: "Ta nhìn cái gì đó thì sẽ dễ nhớ kỹ hơn là nghe người khác kể lại." Đạo nhân trẻ tuổi hỏi tiếp: "Người ví dụ xem nào." Trần Bình An nghĩ một lúc: "Ví như trong lò gốm ngự của bọn ta có một vị diêu sư phụ,
kỹ thuật khiêu đao của ông ấy lợi hại nhất trong số tất cả các sư phụ ở đây. Thực ra ta chỉ cần nhìn một lần là ta nhớ hết rồi. Nhưng... Đạo nhân trẻ tuổi mỉm cười nói tiếp. Nhưng tay chân của ngươi lại không theo kịp chứ gì. Hai mắt của Trần Bình An sáng rực lên, gật đầu lia lịa. Đạo nhân trẻ tuổi mỉm cười. Vậy ngươi có nghĩ tới chuyện điểm lợi hại thực sự trong tuyệt chiêu đó của Diêu lão đầu là cái gì không? Trần Bình An sụ mặt. Trước kia ta nghĩ mãi cũng không ra, sau này Lưu Tiễn Dương mới nói cho ta biết. Diêu lão đầu nói muốn làm chiêu khiêu đao này tốt nhất thì tâm phải vững chứ không cần tay vững. Ta nghe xong thì cũng hiểu ra phần nào. Trước kia ta quá nóng vội, mà càng sốt ruột thì tay sẽ càng lóng ngóng, dễ ra phạm sai lầm. Nếu đã làm sai thì dù ta sẽ biết mình làm không giống Diêu lão đầu, thế là lại nóng ruột hơn. Thành ra ta vẫn là người vụng về nhất trong số đám kéo phôi ở bên lò gốm. Đạo nhân trẻ tuổi thản nhiên nói. Có một câu thế này: sư phụ dẫn vào cửa, tu hành bởi do ta. Nhưng người ta vốn không muốn dẫn dắt ngươi vào nghề, thế thì ngươi tu hành kiểu gì? Trần Bình An lắc đầu đáp. Ta chân tay vụng về, đừng nói là so với Lưu Tiễn Dương, đến đám học nghề bình thường kia còn khá hơn ta nữa. Diêu lão đầu ghét ta cũng là chuyện thường mà. Đạo nhân trẻ tuổi cười phá lên. Trần Bình An, người có biết hai sự tầm vững kia khó gặp cỡ nào không? Cái đó khó mà hiểu rõ lắm, người không nên xem nhẹ bản thân mình. Trần Bình An lắc đầu đáp. Cũng giống như bắt cá ngoài suối vậy, ta đứng ở chỗ nước nông chưa tới đầu gối, cúi lưng bắt cá thì gọi là bắt. Người nào giỏi bơi đến mức bơi nước sâu hơn thì lặn xuống bắt cá thì cũng gọi là bắt, đều là bắt được cá. Nhưng đạo trưởng, ông cảm thấy hai bên khác hẳn nhau có đúng không? Đạo nhân trẻ tuổi cười lớn, chẳng đáp nữa mà đổi chủ đề. Chúng ta có thể cứu người rồi. Trần Bình An ngẩn ra, đạo nhân trẻ tuổi cũng ngớ người. Còn đứng chờ ra đấy làm gì? Bế cô gái kia vào phòng đi. Trần Bình An vẫn đứng im. Sau đó thì sao? Đạo nhân trẻ tuổi nói với vẻ đương nhiên. Hey, thì đương nhiên là phải thay một bộ đồ sạch cho cô ta, sau đó là tới hiệu thuốc mua mấy loại thuốc bổ khí dưỡng nguyên, tiếp theo bần đạo sẽ tự mình ra tay. Trần Bình An đanh mặt lại hỏi. Thế sau khi cô ta tỉnh lại thì có đánh chết ta không? Đạo nhân trẻ tuổi nói chắc nịch. Đương nhiên là không rồi, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của cô ta. Trên đời này làm gì có loại người ăn cháo đá bát như vậy. Trần Bình An im lặng. Đạo nhân trẻ tuổi hắng giọng một cái, khí thế chợt giảm mạnh. Chắc là không sao đâu nhỉ. Trần Bình An thở dài, ướm lời hỏi thử. Nhà kế bên có một cô gái tên là Chỉ Khuê, hay là nhờ cô ấy làm? Đạo nhân trẻ tuổi bất đắc dĩ đáp. Không được, mấu chốt là ở đấy đấy. Trần Bình An cũng không khăng khăng nữa, ngồi xổm xuống gãi đầu. Đạo nhân trẻ tuổi chợt hỏi. Ngươi có điều gì muốn hỏi không? Tuy chưa chắc bần đạo có thể giải thích tất cả những thắc mắc của ngươi, nhưng ta sẽ cố gắng chọn một vài câu có thể trả lời. Ngươi thấy như thế nào? Trần Bình An thở dài, đứng lên nói. Cứu người trước đã. Đạo nhân trẻ tuổi tươi cười. Hay lắm. Hắn phất tay áo, áp chế thanh phi kiếm đang dục dịch ở yên trong phòng. Trần Bình An cõng cô gái đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường gỗ có lót đệm. Chiếc giường này vừa mới bị Lưu Tiễn Dương làm sập xong, bên dưới được lót bằng một băng ghế. Đạo nhân trẻ tuổi nối gót bước vào, dõi mắt nhìn quanh thì thấy trong nhà chỉ có mỗi bốn bức tường trống. Đạo nhân trẻ tuổi vỗ trán một cái, đi ra ngoài cầm giấy bút định ghi đơn cho thiếu niên đi mua thuốc. Sau khi quay vào phòng, đạo nhân trẻ tuổi lắc đầu, cố ý không nhìn về chiếc giường nữa. Lòng thầm nghĩ, thiếu niên nhà nghèo này xem như tự chui vào chồng, hết đường trốn thoát. Hóa ra thiếu niên ngồi trên mép giường đã tháo chiếc nón che mặt của cô gái xuống, để lộ gương mặt tái nhợt đầy máu. Cái gọi là thất khiếu chảy máu đại khái chính là thứ mà thiếu niên đang nhìn thấy. Thiếu niên vội đứng dậy, đầu tiên là xách một chiếc ghế tới đặt ở bên giường, sau đó lại chạy tới chỗ góc tường. Bên đó có một cái giá gỗ nhỏ,
chén bát, nồi niêu và chậu được xếp gọn ở bên trên. Bên cạnh giá gỗ có một chum nước nhỏ được đậy bằng ván gỗ hỏng tránh muỗi. Nước trong chum là do thiếu niên gánh từ giếng nước ngõ Hạnh Hoa về. Thiếu niên cầm chậu gỗ và gáo, ngồi xổm bên chum nước múc nước ra. Tiếp theo lại lấy một tấm vải bông sạch sẽ vắt lên chậu. Sau đó thì quay về đặt trên chiếc ghế ở cạnh giường, bắt đầu lau vết máu cho cô gái. Đạo nhân trẻ tuổi quay lại, giơ tờ giấy trong tay lên. Bên đường Phúc Lộc có một tiệm bán thuốc nhỏ, người cầm đơn thuốc này qua đó mua đi. Trần Bình An lấy làm khó hiểu, chẳng phải trước đó đạo trưởng đã nói rồi sao? Đạo nhân trẻ tuổi ra vẻ ngu ngơ, chớp chớp mắt. À, thì đúng rồi, bần đạo bảo ngươi đi bốc thuốc, nhớ chú ý một chút, đừng có rêu rao quá kẻo sẽ bị người ta chú ý đấy, ảnh hưởng tới thanh danh của con gái nhà người ta. Trần Bình An ở một tiếng, vừa vò tấm vải vừa nói. Đạo trưởng, có tiền bốc thuốc không? Đạo nhân trẻ tuổi lập tức căng thẳng. Người không có sao? Trần Bình An đặt chậu gỗ lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đặt một đồng tiền màu vàng không biết lấy từ đâu ra đặt lên bàn. Đạo trưởng, ta dùng cái này để đổi lấy tiền xu thưởng với ông, còn đổi thế nào thì tùy đạo trưởng. Đạo nhân trẻ tuổi tự ước lượng một lúc. Đồng tiền này đủ để mua thuốc rồi, bần đạo sẽ đi lấy tiền cho ngươi. Chỉ lát sau, đạo nhân đã cầm một túi tiền xu bình thường tới, bên trong lại có vài bạc vụn, ném thẳng cho Trần Bình An. Trần Bình An lại dặn dò, chậu nước này cứ để đây nhá, khi nào ta về ta sẽ dọn. Đạo trưởng ông không cần đổ giúp đâu, tên Tống Tập Tân ở bên cạnh thích hóng chuyện, để hắn nhìn thấy sẽ không tốt lắm đâu. Đạo nhân trẻ tuổi nghiêm giọng hỏi lại, Trần Bình An, chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi gì sao? Trần Bình An đứng im tại chỗ, chắc là đang ước lượng tiền xu và bạc vụn. Làm xong thì mới cẩn thận cất kỹ, liếc nhìn đạo trưởng, ý bảo ra ngoài nói chuyện. Sau khi ra ngoài, thiếu niên dày giờ mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, ta biết rõ các người không phải người thường. Ngày xưa Diêu lão đầu uống say còn nói tiểu trấn này không bình thường, khắp trấn toàn là thứ kỳ lạ, ai nấy cũng kỳ lạ, nhưng lạ ở đâu thì chính ông ta lại không nói ra được. Ta đương nhiên lại càng không hiểu được. Cố Sán còn kể, vị tiên sinh kể chuyện kia có thể đổ ra cả chum nước lớn từ một cái bát con bình thường. Tuy Cố Sán khiến người ta cảm thấy khá là phiền phức, nhưng biết hắn sẽ không bịa chuyện như thế. Giống như... Thiếu niên dừng lại một lúc rồi nói tiếp, cũng giống như cô gái cao cao hôm nay vậy. Lúc ở ngoài đầu hẻm, cô ta dùng ngón tay bắn lên trán của ta, sau đó lại vỗ lên ngực của ta hai cái, cuối cùng lại nói là ta sắp chết. Ta biết những lời cô ta nói đều là thật cả. Đạo nhân trẻ tuổi đanh mặt lại. Cuối cùng Trần Bình An lại nói, đạo trưởng, ông nói là đốt lá bùa do ông vẽ xong sẽ giúp cha mẹ ta may mắn. Thực ra ta tin những gì ông đã nói, nên khi đạo trưởng tới tìm tận cửa muốn ta cứu người, ta cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng ta mong đạo trưởng hứa với ta một chuyện, nếu như ông đồng ý, mặc kệ tiếp theo ông muốn ta làm gì cũng được. Nếu đạo trưởng không đồng ý thì đợi mua thuốc về, lại giúp ông sắc thuốc xong, ta sẽ đuổi người đi. Đạo nhân bèn hỏi, điều kiện gì? Ngươi nói ra thử xem. Thiếu niên vẫn mang tới cho người ta ấn tượng là bình tĩnh, già dặn, lại có vẻ thấp thỏm đáp, cha mẹ ta qua đời từ sớm, khi ấy ta còn rất nhỏ, nhưng không biết tại sao ta lại không thể nhớ rõ những chuyện khi ta còn bé. Đến cả gương mặt của cha mẹ ta, ta cũng mơ hồ, chẳng thể nào nhớ rõ được. Về sau ta ăn cơm bách gia, nhờ xóm giềng mới có thể sống nổi. Có một lần ta tình cờ nghe người khác nói là ta sinh ra vào mùng 5 tháng 5. Nghe giọng điệu của họ thì chắc là không phải ngày lành tháng tốt gì rồi. Người ở kế bên còn nói huỵch tuyệt hơn. Thiếu niên cứ vòng vo rồi lại lừng khừng mấy bận, cuối cùng cũng nói thẳng vào vấn đề, đầu cúi hơi thấp, giọng nói cứ nặng trịch. Sau khi ta giúp đạo trưởng cứu người xong, nếu như... ta nói là nếu như một ngày nào đó ta bất ngờ qua đời,
đạo trưởng có thể giúp ta được đầu thai làm con của cha mẹ ta thêm một lần nữa ở kiếp sau có được không? Đạo nhân trẻ tuổi lặng người lại. Trần Bình An nhếch miệng cười, gãi đầu nói: à, không được thì thôi vậy. Cũng đúng, trên đời này làm gì có chuyện như vậy được. Ta đã làm khó đạo trưởng rồi. Đạo nhân cười khổ: cô gái kia thì sao đây? Trần Bình An bỗng xoay người lại, đưa lưng về phía đạo nhân, giờ nắm tay lên lắc lắc, lần đầu mở miệng đùa: cô ấy xinh như thế, có ngu mới không cứu. Đạo nhân trẻ tuổi dõi mắt nhìn theo cậu thiếu niên dày rơm đang cố ra vẻ thoải mái, đẩy cửa đi ra ngoài kia. Thiếu niên đi giữa ngõ nê bình, như sực nhớ tới ai, bỗng chốc lệ tuôn như mưa. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.